ký. Cho cái chủ đề tim phổi thì đây là một cái bệnh lý mà nó rất là thường gặp trong chuyên ngành mà môn học, là một cái bệnh lý mà nó gây ra tử vong hàng đầu trong tất cả các bệnh nhân ruột, bệnh nhân kháng thuốc hàng đầu. Và cái kháng thuốc này nó ngày càng gia tăng lên do sự thay đổi các chủng vi khuẩn, do sự thay đổi tình hình đề kháng của các chủng vi khuẩn, do cái sức đề kháng của bệnh nhân. Do đó là trong chủ đề ngày hôm nay thì ta chỉ đề cập tới cái tác nhân vi khuẩn thôi, viêm phổi do virus, viêm phổi do nấm, viêm phổi do ký sinh trùng, chúng ta không đề cập tới. Và còn một cái viêm phổi mà không do vi sinh vật chúng ta cũng không đề cập tới. Cũng như này nó rất là lớn, chuyên là chúng sắc vậy đó. Thì có hai cái nhóm mà viêm phổi mắc phải ở cộng đồng và viêm phổi mắc phải ở bệnh viện. Tại sao chúng ta phải phân là hai nhóm? Bởi vì hai cái nhóm tác nhân khác nhau, tình hình kháng thuốc cũng khác nhau, các điều trị cũng khác nhau, từ đó mà chúng ta cần phải phân loại như vậy. Thì trong cái định nghĩa của viêm phổi do vi khuẩn, là dạng viêm cấp hay là mãn tính của mô phổi, bao gồm các phế nang, mô kẽ phổi và các những cái phế quản nhỏ do vi khuẩn. Thì cái về phương diện và giải phẫu bệnh lý thì chúng ta sẽ đề cập tới sau. Về tiêu chuẩn chẩn đoán thì cái phần chẩn đoán về lâm sàng khác với tiêu chuẩn chẩn đoán. Tiêu chuẩn chẩn đoán người ta sử dụng tiêu chuẩn chẩn đoán để ta làm nghiên cứu, ví dụ như chắc chắn 100% là viêm phổi, người ta đưa vô cái nghiên cứu. Còn cái chẩn đoán sơ bộ về lâm sàng, đôi khi chúng ta chẩn đoán trúng cũng như chẩn đoán sai. Và chúng ta cần phải phân biệt khi giữa vi khuẩn với virus hay là giữa viêm phổi do vi sinh vật với không do vi sinh vật. Thế đó là khi thấy một cái tổn thương trên xoang ngực và tổn thương này là mới và tiến triển và có ít nhất hai triệu chứng lâm sàng thì chúng ta có chẩn đoán đó là cái viêm phổi do vi khuẩn. Có thể trong những triệu chứng thế này thì cái viêm phổi do virus hay phổi do nấm nó cũng có. Có do đó là trong vấn đề chẩn đoán vi sinh nó cũng rất là cần thiết. Nhưng mà những cái tác nhân do vi sinh vật thì chúng ta cần lưu ý cái chuyện X-quang nó cực kỳ quan trọng. Chẩn đoán viêm phổi mà X-quang hoàn toàn bình thường thì có chừng chẩn đoán nó sai, hoặc là đôi khi chẩn đoán quá sớm, quá sớm nhiều khi là cái viêm phổi nó chưa xuất hiện trên cái X-quang chúng ta chẩn đoán rồi. Và cái viêm phổi cộng đồng là viêm phổi mà nó ở ngoài cái bệnh viện và cơ sở chăm sóc y tế. Và tất cả những cái vấn đề gì mà liên quan tới vấn đề chăm sóc y tế chúng ta cho một giáo viên. Thì chúng ta biết là cái vùng hầu họng, đường hô hấp trên là một cái cơ quan mà nó bảo vệ rất là quan trọng cho cái sự toàn vẹn của cái đường hô hấp, chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Nó bao gồm cả cái hàng rào vật lý rất là tuyệt vời, từ cái mũi cho tới ở phế nang, nó đều có cái hệ thống hàng rào bảo vệ, từ cái phản xạ, ví dụ như phản xạ ho, phản xạ đóng nó thanh quản, lớp biểu mô nhảy lông, cái động tác ho cũng là những cái cơ chế phản xạ thôi được không? Thế đó chúng ta biết là cái vùng hầu họng là cái vùng mà để chúng ta sưởi ấm và nó thanh lọc cái không khí, khi mà cái không khí nó chứa rất là nhiều vi khuẩn, virus, vi sinh vật nó trong cái môi trường chúng ta. Đó là trong đa số thời gian sống chúng ta không bị nhiễm trùng hết hay là không bị viêm phổi là nhờ cái hệ thống bảo vệ như thế này, và hệ thống này nó kéo dài cho tới tận cái phía nam. Chứ do đó là cái vùng này mà khi mà nó mất cái chức năng bảo vệ, ví dụ như bị viêm xoang hay là nó mãn tính hay là cấp tính, hoặc là nó bị tổn thương do ví dụ như do nhiễm virus hay là nhiễm mycoplasma nó làm cho tổn thương lớp biểu mô niêm mạc, thì cái xâm nhập của vi khuẩn nó sẽ xuống đường hấp dưới và nó sẽ đi được. Do đó là khi khám lâm sàng, nó khám bệnh nhân viêm phổi, ok, khám rất là kỹ cái đường hấp từ răng miệng cho tới xoang, cho tới amidan, họng, v.v. Và
em cơ cái vùng mà quan trọng nhất là cái vùng mà chúng ta biết là ở Thiên An, chữ cái quả hấp đó là cái nơi vị mà nó bắt đầu nó vi trùng nó xâm nhập, nó cư trú ở đó và phát triển ở đó để nó gây bệnh. Nếu mà nó gây bệnh trên cái vùng này thì chúng ta gọi là cái viêm tiến phế quản, đa số là do tác nhân virus. Còn cái viêm ở vùng này chúng ta gọi là viêm phổi, nó bao gồm có trong đó có viêm mô phổi, gồm có phế nang, mô kẽ, do tất cả mọi loại viêm sinh vật gây ra. Về dịch tễ học thì chúng ta biết là trong cái viêm của cộng đồng thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân chính đứng hàng thứ sáu trong tất cả nguyên nhân tử vong rất là cao, và nguyên nhân chết là thứ nhất trong các bệnh nhiễm trùng. Và cho tới hiện nay chúng ta thấy là vẫn còn rất là nhiều người nhập viện vì viêm phổi, vì tử vong vì viêm phổi, tốn kém rất nhiều chi phí ở tại Việt Nam cũng như là trên các nước trên thế giới. Và cái nguyên nhân hàng đầu của cái viêm nhiễm phổi cộng đồng là do tế bào Staphylococcus pneumoniae, đó là tác nhân hàng đầu chiếm tới khoảng 30%. Cái nhóm thứ hai là nhóm viêm phổi không điển hình, chúng ta thấy là nó 25%. Và cái nhiễm trùng phổ hợp là do viêm khuẩn điển hình và viêm khuẩn không điển hình chiếm tới khoảng 20%. Và đặc tính thứ tư là viêm phổi ngoài cộng đồng có thể do viêm khuẩn cá mông chiếm tỷ lệ khá cao. Nó khác với các nước phương Tây, các nước châu Á là cái viêm phổi do cá mông ngoài cộng đồng khá nhiều. Có lẽ là do mật độ dân cư đông, điều kiện vệ sinh kém, nhiều bệnh đồng thời, sơ gan, hiện tượng thiếu đường rất là nhiều, sử dụng kháng sinh rất là thoải mái, do đó mà cái bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn cá mông cũng là cộng đồng khá nhiều. Chứ các nước phương Tây thì người đa số là do phế cầu. Và trong cái nghiên cứu của châu Á người ta thấy là khoảng gần 40% chúng ta chưa có tìm được nguyên nhân gây bệnh. Ta thấy là con số khá lớn, khá là lớn. Ở tại Việt Nam thì cũng nghiên cứu trong 7 bệnh viện trung ương, 3 bệnh viện tỉnh thì có tổng cộng là có gần 700 bệnh nhân bị viêm phổi cộng đồng. Thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà viêm phổi cộng đồng do tế cầu Staphylococcus pneumoniae chiếm khoảng 33%. Thế đó là Moraganatoris. Rồi Haemophilus aegypti thì khá là thấp. Ở đây thì các nước cũng như những nghiên cứu thì chúng ta chiếm ra thấy khoảng mười mấy 20%. Đặc biệt viêm phổi cộng đồng khá nhiều. Ví dụ như là Escherichia và Pseudomonas đã chiếm gần tới 40%. Em thấy khá lớn ở tại Việt Nam. Những nghiên cứu gần đây năm 2010 về nguyên nhân gây ra nhiễm trùng hấp chứa ở cộng đồng thì chúng ta thấy là ngoài những cái Haemophilus aegypti và Staphylococcus pneumoniae, chúng ta thấy là những cái tác nhân do làm mấy cái làm cái xét nghiệm PCR này, cái xét nghiệm chẩn đoán vừa vi khuẩn vừa virus, thì người ta cũng nhận thấy rằng do những chúng A, chúng B và những virus nó tự vào cũng adenovirus cũng góp phần vào trong cái phổi đó. Do đó những nghiên cứu về vi sinh của vùng châu Á người ta chỉ có tìm các nhân vi khuẩn này, thì nó khoảng 40% chúng ta không tìm thấy những cái nguyên nhân thay do virus. Ở đây chúng ta thấy là cái phần lớn là do cũng do những cái vi khuẩn sẽ tụ cúm sau nghe và vùng virus. Tuy nhiên những vi khuẩn gia mâm cũng gì ở đây cũng vậy. Một nghiên cứu khác cũng tiến hành gần đây chúng ta thấy là 50% do phế cầu mycoplasma, rồi những cái vi khuẩn Haemophilus chiếm khoảng 62%, và những cái vi khuẩn Escherichia pneumoniae chiếm khoảng 62%, E. coli là 3.1%. Chúng ta thấy là vi khuẩn gram lúc nào cũng có với tỷ lệ cũng khá là cao, từ 10% trở lên trong cái tăng tác nhân của viêm phổi cộng đồng. Như vậy tóm lại những tác nhân viêm phổi cộng đồng phần lớn là phế cầu, cái đó là Haemophilus aegypti, Moraganatoris là những cái vi khuẩn thông thường. Ngoài ra chúng ta thấy có vi khuẩn gram và những cái vi khuẩn không điển hình, nó chiếm một tỷ lệ khoảng 20%. Đây là những cái
đặc tính của từng con vi khuẩn, em về em đọc thêm cái này trong em học vi sinh rồi em sẽ biết. Có thể những cái hình ảnh như thế này là những hình ảnh là anh cần phải nắm để sau này chúng ta đi lên lên sàn, chúng ta biết là ảnh nghiệm ra của cái những con này em mô phỏng là hình ảnh như thế nào, sẽ tổ uống sẽ bao nhiêu như thế nào, vi khuẩn trong bao nó như thế nào. Moralis như vậy, đây là tác nhân cũng rất là thường gặp, cũng gây ra nhiễm trùng ở ngoài cộng đồng. Và những vi khuẩn không biến hình, tại sao gọi là không biến hình? Bởi vì khi mình nhiễm rang thì nó không có bắt màu, thì nó không có vỏ, hoặc là vỏ nó rất là mỏng, cho đó là chúng ta không nhiễm rang thấy được cái vi khuẩn. Và thứ hai là vi khuẩn này nằm ở trong tế bào, nằm trong đại dịch bào, nằm trong các loại bạch cầu. Thì đó chúng ta thấy là cái nhiễm rang, chúng ta thấy là vi khuẩn nó rất là thưa thớt. Chúng ta gọi là vi khuẩn không biến hình. Cái vi khuẩn này không sử dụng những kháng sinh mà chúng ta thường gặp trong nhóm beta lactam. Nhóm beta lactam là tác động lên cái vỏ của vi khuẩn, vỏ bọt vi khuẩn. Còn cái này nó không có vỏ bọt, do đó mà những nhóm kháng sinh beta lactam nó không có. Do đó mà chúng ta phân ra nó là hai nhóm, gọi là viêm phổi điển hình và viêm phổi do vi khuẩn không điển hình. Có nghĩa là viêm phổi do vi khuẩn điển hình là những vi khuẩn mà nó có vỏ bọt, có nhiều gram, gram dư hay gram ăn. Còn vi khuẩn mà nó không có nhiều gram được thì chúng ta gọi là vi khuẩn không biến hình. Chứ không phải là nó triệu chứng nó không có rõ ràng nhé. Chlamydia pneumoniae cũng là một tác nhân không biến hình. Nó gây ra viêm phổi cũng đôi khi rất là nặng. Và thứ ba là Legionella pneumoniae. Đó là phụ ba của cái vi khuẩn không biến hình thường gây ra viêm phổi ở người. Và có thể ở trẻ em hay là người lớn tùy theo cái tỷ lệ. Bây giờ chúng ta qua phần thứ tư là phần cơ chế bệnh sinh. Chúng ta có hỏi là tại sao mà có người thì bị viêm phổi, có người không bị viêm phổi, có người viêm phổi rất là nặng, có người viêm phổi nhẹ, do những tác nhân khác nhau. Thì cái trong cái cân bằng trong cơ thể lúc nào nó cũng có một cái sự cân bằng tương đối giữa một yếu tố bảo vệ và yếu tố gây bệnh. Thì những yếu tố gây bệnh nó xuất hiện trên một người và có một yếu tố bảo vệ nó bị kém đi thì cái khả năng xuất hiện cái viêm phổi nó sẽ xảy ra. Ví dụ như bệnh nhân bị mất phổi sao ho do già cả, hôn mê sau tai biến hay là bị tập đồng khí quản, gây mê v.v. hoặc là tổn thương cái biểu mô trụ lông do sao nhiễm virus hay sao hút thuốc lá. Thuốc lá là này quả tác động nó gây tổn thương cái biểu mô trụ lông, giảm sức đề kháng do lớn tuổi, do suy giảm miễn dịch, bẩm sinh mắc phải. Thì tất cả những yếu tố này, có thể một trong những yếu tố này nó tạo điều kiện thuận lợi cho cái viêm phổi nó phát triển. Khi mà những yếu tố bảo vệ nó mất phổi sò ho, mất phổi sạc, mất thực quản, mất quy mô trụ lông, bộ tổn thương những hệ thống bảo vệ như tế bào hay là các kháng thể, thì thông thường những cái yếu tố bảo vệ này nó khi mà sinh ra đời bắt đầu nó hoàn thiện dần dần và nó sẽ trở nên hữu hiệu để chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn. Thì lúc ban đầu nó sẽ có những yếu tố bảo vệ này nó yếu, càng ngày nó càng mạnh lên, cho tới lớn tuổi càng già thì cái khả năng bảo vệ nó càng yếu. Như đó chúng ta thấy là bệnh nhân bị viêm phổi là dễ xảy ra khi mà còn nhỏ, rồi em bé hoặc là lớn tuổi, hoặc là có nhiều bệnh như kèm theo, cái bệnh kèm theo nó làm giảm sức đề kháng, ví dụ như sơ gan, tiểu đường, nhiều ruột, cho đó nó làm cho cái khả năng bảo vệ của cái cơ thể chúng ta nó không có được hữu hiệu và cái sự xâm nhập của vi khuẩn nó vào và nó đi vào trong cái phá hủy cái lớp biểu mô đường hô hấp và nó đi sâu vào cái viêm phổi. Đây các em thấy là cái lớp biểu mô trụ lông với cái thiết bị điện tử, lớp biểu mô trụ lông một tế bào nó có vài trăm cái lớp cái biểu mô lông chỉ như thế này, và bên trên có một lớp nhầy này nó giúp cho bám dính vi khuẩn độc tố dị vật và nó không cho cái vi khuẩn nó xâm nhập vào trong cái lớp niêm mạc và lớp dưới niêm mạc. Nếu mà chúng ta thấy là nó tổn thương cái lớp biểu mô nhầy lông này thì cái khả năng xâm nhập vi khuẩn nó rất là dễ dàng, dễ gây ra cái viêm phổi.
Còn như phía Nam thì chúng ta có là những cái đại thực bào à, ở phía Nam cái nhiệm vụ thực bào cũng như là nó hoạt hóa cái quá trình nó lôi cuốn các tế bào khác tham gia vào cái miễn dịch lôi gia tế bào và miễn dịch thực thể để nó tiêu diệt những vi khuẩn gây bệnh hoặc là nó xâm nhập ở trong đường hô hấp. Đây chúng ta thấy là cái giai đoạn bình thường là cái vi khuẩn đó xâm nhập vào trong cơ thể nó bám vào cái màng hô hấp cư trú bình thường như thế này. Đa số là nó nằm ở đường hô hấp trên nó không gây bệnh. Nhưng mà khi mà có một cái lớp bị tổn thương, cái niêm mạc bị tổn thương, thì những vi khuẩn đó nó xâm nhập vào cái lớp niêm mạc, lớp dưới niêm mạc. Và cơ thể của chúng ta sẽ quy động các đại thực bào nó tới, quy động tế bào tui gai nó tới để nhận diện kháng nguyên và truyền tín hiệu để cho sản xuất ra những cái kháng thể, và đồng thời những đại thực bào nó ăn những vi khuẩn này hoàn quá đây là cái quá trình miễn dịch bao gồm các tế bào mình bảo thể, rồi sau đó thì tới kháng thể xâm nhập và nó hoàn quá tiêu diệt hết. Nếu mà cái khả năng mà nó tiêu diệt không nổi thì cái vi khuẩn này nó xâm nhập vào máu, có thể gây nhiễm trùng huyết, nó gây suy đa cơ quan, nó gây viêm phổi và chúng ta sẽ có thể tử vong hoặc là tới hồi phục dưới tác động của kháng sinh hay là những phương pháp điều trị gì. Thì đây là những tế bào mà nó được hoạt hóa, nó tới ví dụ đại tế bào nó tới cái vùng viêm đó, nó phát ra tín hiệu bằng cách là nó sản xuất ra những chất quá hướng độc, nó lôi kéo các bệnh cầu hoàng tới. Bệnh cầu hoàng nó đang chạy trên cái dòng máu này, bắt đầu nó nghe được, nhận được tín hiệu từ các cái đại tế bào, nó giải phóng ra và bắt đầu nó xuyên mạch, nó bám vào trong cái niêm mạc thành mạch và nó xuyên vào trong cái vùng có vi khuẩn, nó xâm nhập vào trong đó để nó tiêu diệt cái vi khuẩn. Và đồng thời những cái bào mà chúng ta gọi là bào tua gai đó, nó sẽ nhận những tín hiệu đó và nó đưa tới những cái những tế bào, ví dụ như tế bào B nó sản xuất ra các thể, hoặc là những tế bào đó nó chuyển hóa thành tư bào và sản xuất ra những cái IgG và nó kháng thể được sản xuất ra và nó đưa tới nó tấn công tế bào vi khuẩn, và đồng thời qua cái tấn công đó có thể tấn công trực tiếp hoặc là nó trung hòa độc tố hoặc là nó hoạt hóa cái hệ bộ thể để mà nó tiêu diệt qua nhiều hình thức, giống như một cái trận chiến như là nó dùng bằng nhiều cái vũ khí khác nhau, nó dùng cái vũ khí súng trường hoặc là đại bác, hoặc là nó tập hợp nhiều cái vũ khí có thể nó trung hòa độc tố vi khuẩn, hoặc là nó gây ra hiện tượng upstream hoặc là nó hoạt hóa cơ thể để tiêu diệt cái vi khuẩn. Nếu mà cái quá trình này mà nó không có đáp ứng được thì chắc chắn là cái vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào trong cái tổ chức hoặc là xâm nhập vào máu và nó sẽ gây ra cái bệnh tiến triển và lúc đó bệnh nhân sẽ khởi phát một cái tình trạng lâm sàng của một viêm phổi bắt đầu từ cái những triệu chứng ví dụ như là ho là triệu chứng mà rất là thường gặp trên một bệnh nhân bị viêm phổi hiếm khi mà cái viêm phổi mà không ho chỉ trừ những trường hợp mà những người bị hôn mê chứ còn cái phản xạ ho là một phản xạ mà nó rất là quan trọng và rất là nhạy bén. Thì lúc đó ban đầu là cái ho khan, rồi sau đó thì nó bắt đầu nó xuất hiện ho ràm mủ. Dấu hiệu ho ràm mủ là một triệu chứng rất là quan trọng để chúng ta chẩn đoán là một cái viêm phổi do vi khuẩn. Còn đà ho khói ràm mủ như đập nhầy thì thường thường có thể do virus hoặc là do vi khuẩn không truyền hình. Qua đó thì cái đáp ứng toàn thân nó gây ra tình trạng sốt 39-40 độ. Có thể nó kèm theo rét run nhiều lần trong ngày, hoặc là rét run một lần duy nhất, hoặc là đôi khi nó không rét run, nó tùy theo cái đáp ứng viêm. Bản chất của cái quá trình viêm của cái tác nhân gây bệnh nó gây ra, mà có thể nó có rét run hay là nó không có rét run. Bệnh nhân có thể có đau những cái mầm phổi, nếu mà
cái quá trình phim từ cái mô phổ nó lan tới cái màng phổ thành và nó gây ra đau được. Cho nên chúng ta thấy có tam chứng quan trọng. À, những hình như thế này thì chúng ta có thể chẩn đoán dựa vào hỏi bệnh là chúng ta có thể chẩn đoán ra cái viêm phổi. À, nhưng mà có thể bệnh nhân có thể có ho là ngủ mà không có sốt không đau được. À, hoặc là bệnh nhân chỉ có sốt mà không có ho không đau được, hoặc là bệnh nhân chỉ có đau được mà không có sốt không có ho gì hết. Cho đó chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt nhiều tình tiết khác nữa. À, ví dụ đứng trước bệnh nhân đau được nhưng mà phổi, chúng ta phải chẩn đoán phân biệt giữa viêm phổi như ví dụ như thuyên tắc phổi hoặc là viêm màng phổi đơn thuần nhé. À, những cái tổn thương ở cái gan này mà nếu lan rộng, à, thì có thể bệnh nhân có thể có khó thở. Nếu mà một cái viêm phổi nó lan rộng ra phổi đi dưới một thùy thì có khả năng bệnh nhân sẽ mất cái cân bằng, à, để mà trao đổi khí hoặc là cung cấp oxy cho bệnh nhân. Thì đó bệnh nhân có thể có khó thở. Khó thở là dấu hiệu này. À, nếu chúng ta đếm một cái nhịp thở trong 30 lần trong 1 phút, hoặc là bệnh nhân có thở nhanh và có co kéo cái lỗ phụ làm dấu hiệu bệnh nặng của cái viêm phổi. À, tiền nhé cũng vậy, bệnh nhân có thể lú lẫn theo định hướng cũng là một dấu hiệu rất là quan trọng. À, đánh giá bệnh nhân nặng và khả năng tử vong. À, viêm phổi mà có rối loạn tiền nhé, viêm phổi là khả năng tử vong rất là cao. À, rất là cao. Khám thì chúng ta có thể nghe ra hoặc là không nghe ra, có thể khám một chứng trong đặc, có thể không có. Nghĩa là có thể khám rất là nhiều triệu chứng mà đôi khi cũng có thể không có thấy triệu chứng nào, triệu chứng nào hết. Cái phổi vẫn bình thường. Nếu mà tổn thương nó bắt đầu nó còn nhỏ quá, đôi khi chúng ta sẽ không nghe thấy nữa. Chỉ có đôi khi chỉ nghe hơi sợ nó hơi khô đó. Cho đó mà nghe vấn đề mỗi tiền sử rất là quan trọng. Đánh giá cái tình trạng rối loạn hô hấp và rối loạn vi giác bệnh nhân, chúng ta xem coi bệnh nhân viêm phổi có nặng không. À, còn cái khám, à, chúng ta có thể phát hiện được cái tổn thương hoặc là có thể không phát hiện tổn thương. Do đó khám phát hiện tổn thương hay là không tổn thương thì nó không có ý nghĩa để chúng ta xác định cái bệnh lý. À, quan trọng nhất là chúng ta phải xoa nó có tổn thương có nhiều hay ít. Viêm phổi nó có hoại tử không? À, nó có tràn dịch bằng phổi, biến chứng dịch tràn theo, nó có tổn thương nhiều hơn một vị không, để chúng ta đánh giá độ nặng của bệnh. Do đó mà chúng ta thấy là cái viêm phổi đi lên là viêm phổi mà có thể do những tác nhân vi khuẩn điển hình, à, nó gây ra triệu chứng rất là rõ ràng, rất là nặng từ ban đầu, ví dụ sốt rất là cao hoặc là làm mổ ra một cái màng phổi rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà viêm phổi không điển hình nó cũng có triệu chứng hoàn toàn giống như vậy. À, do đó mà trên lâm sàng cái từ viêm phổi điển hình hay viêm phổi không điển hình là dùng để ám chỉ vi khuẩn, à, chứ không có ám chỉ về mặt triệu chứng. Em nhớ điều đó nha. Cái viêm phổi trên lâm sàng mà thấy nó không có rõ ràng để nói viêm phổi không điển hình là không đúng. À, khi mình dùng từ viêm phổi điển hình là không điển hình là ám chỉ đến vi khuẩn rồi tác nhân gây bệnh chứ không phải là triệu chứng lâm sàng nha. À, bởi vì triệu chứng lâm sàng có thể phân biệt giữa hai cái nhóm tác nhân này. Về mặt lâm sàng thì X-ray ngực là một cái xét nghiệm cực kỳ quan trọng để chúng ta quyết định xem là có viêm phổi không viêm phổi, mức độ nặng của viêm phổi như thế nào, à, và viêm phổi nó tiến triển ra sao khi mà chúng ta sử dụng cái xét nghiệm này làm đi làm lại làm đi làm lại. À, à, do đó trên soi ngực thì chúng ta có thể thấy được cái viêm phổi thùy, tôi bảo cái viêm hay là viêm phổi mô kẽ. Tuy nhiên thì hình ảnh X-quang nó cũng không giúp chúng ta chẩn đoán tác nhân gây bệnh. Thế gợi ý thôi, à, có thể giúp chúng ta khẳng định chẩn đoán viêm phổi hay không viêm phổi, nhưng mà nó không giúp chúng ta khẳng định tác nhân gây bệnh. À, chỉ có định hướng thôi. Ví dụ em thấy viêm phổi nó từng đốm, chúng ta nghĩ về tụ cầu, nhưng mà cái đó không phải là điển hình hoàn toàn của tụ cầu, không phải đạo nhất của tụ cầu nó có. Hay là viêm phổi thùy thường gặp trong cái viêm phổi như phế cầu cái gì như thế này, nó mờ đạo nhất, nó khu trú, nó không có hoại tử vô phổi, không thay đổi cái tính phổi thì đa số là do phế cầu. À, nhưng mà cái viêm phổi thùy không phải là chỉ duy nhất của phế cầu, mà có thể do những công tác ví dụ như tụ cầu hay là do xét độ cốc
khác, hoặc là do Lexilla đi cũng tâm âm. Và đây là hình ảnh của cái quản thiên viên hai chỗ lớn rất là lớn như thế này, cái dây tổn thương ở nhiều cái đơn vị khác nhau, đơn vị hô hấp là nó sẽ phát triển thành ra những viêm phổi lớn. Còn viêm phổi này là viêm phổi cái phong trú ở vì một phân kỳ, viêm phổi này ở nhiều phân kỳ khác nhau. Hai cái hình ảnh này là thường gặp trong cái viêm phổi do vi khuẩn điển hình. Viêm phổi có thể tiến triển nó lan sang bên trái hoặc là nó xuất hiện đồng thời cả hai bên, tiến triển cái quầy nữ như mô phổi, nó tiến triển đạp xe phổi. Dạng áp xe phổi ha, viêm phổi hoại tử là một cái hình thức giai đoạn tiến triển của cái viêm phổi thôi. Bình thường cái viêm phổi mà không có hoại tử, không có xe phổi là cái cấu trúc của phế nang nó hoàn toàn như bình thường, nó chỉ xuất tiết dịch ra trong phế nang thôi. Rồi sau khi mà nó dịch nó bị hút đi rút đi rồi thì cái phế nang nó hoàn toàn hồi phục trở lại bình thường trở lại. Còn cái này là viêm phổi hoại tử, là hoại tử luôn cả cái phế nang luôn, hoại tử phế quản luôn. Nên cái độc lực của cái vi khuẩn nó rất là mạnh. Hay là một cái viêm phổi do virus hay là do những vi khuẩn không gây hình thì thường thường là nó có hình ảnh của một cái viêm phổi mô kẽ. Viêm phổi mô kẽ là cái viêm phổi mà thường do virus hay là vi khuẩn không gây hình. Có thể nó tiến triển rất là nhanh, có thể nó tiến triển hay là nó phu trú rất là ít, và có thể nó tự khỏi. Nó tùy theo cái động lực của vi khuẩn. Ví dụ như viêm phổi mô kẽ mà do H5N1 thì có thể nó trong vòng 1-2 ngày bệnh nhân tử vong rồi. Viêm phổi do mycoplasma cũng là viêm phổi mô kẽ nhưng mà nó có thể nó tự khỏi được. Ví dụ như vậy. Đây là dấu hiệu xoan của viêm phổi nặng, tổn thương trên một vì, tổn thương tiến triển nhanh trên 48% trong 48 giờ đồng hồ, tổn thương của hoại tử và có kèm là viêm phổi biến chứng. Một trong những cái bốn yếu tố này là mình chẩn đoán là viêm phổi nặng. Thế nào là một kèm viêm phổi biến chứng thì chúng ta sẽ đề cập sau. Về xét nghiệm về vi sinh học là một xét nghiệm cực kỳ quan trọng để chúng ta chẩn đoán tác nhân gây bệnh. Do đó mà trước khi chúng ta đặt bút xuống, chúng ta ký cái giấy điều trị thì chúng ta cần phải ký cái giấy xét nghiệm vi sinh học trước, phải làm trước khi mà chúng ta cho bệnh nhân sử dụng kháng sinh. Do đó mà cái đàm nên hạt ra nó phải đàm từ đường hấp dưới lên chứ không phải là hạt cái buồng hồng hồng. Do đó mà đàm nó phải bạch cầu lớn hơn 25 và cái bầu quy mô nó dưới 10. Mình dưới coi là cái đàm nó đạt yêu cầu và người ta sẽ đem dựng ra người ta cấy nha. Thì cấy đàm tùy theo cái tác nhân mà mình có thể cấy đàm thiếu khí hay là cấy đàm kiện khí. Nếu nghi ngờ do vi khuẩn kiện khí thì mình phải cấy đàm kiện khí. Và khi mà bệnh nhân bị viêm phổi nặng thì cần phải cấy máu, hoặc là khi mà nghi ngờ cái viêm phổi do vi khuẩn không gây hình thì làm huyết thanh chẩn đoán vi khuẩn không gây hình, hoặc là làm những cái xét nghiệm gọi là PCR đàm để mình coi nó do virus vi khuẩn hay là do vi khuẩn bệnh hình. Hiện nay ta làm cái xét nghiệm về sinh học phân tử, tôi trả lời rất là nhanh trong vòng 2-3 ngày là có kết quả và nó có thể nó cho chúng ta kết quả rất nhanh chóng. Qua đến tập tiền kháng nguyên đông nó tiểu cho hai con đó là Staphylococcus pneumoniae và Leucinella pneumophila. Hiện nay chỉ có tìm được kháng nguyên đông nó tiểu cho hai con này thôi. Do đó mà chúng ta thấy là cái triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng không giúp chúng ta định hướng cái tác nhân gây bệnh, đúng không? Như vậy thì cái vấn đề nó sẽ làm cho chúng ta biết là chúng ta có thể chẩn đoán là viêm phổi là chắc rồi, chẩn đoán mức độ nặng của viêm phổi là ok rồi, nhưng mà chúng ta không biết là cái viêm phổi này do con gam ong hay là gam dương hay do tụ cầu hay là do phế cầu. Do đó mà nó mỗi cái tác nhân gây bệnh nó sẽ xảy ra trên một cơ địa tương đối đặc biệt. Do đó đây là cái bản mà nó
tướng cho chúng ta. Chúng ta biết là cái viêm phổi có thể xảy ra do tác nhân nào để chúng ta có cái hướng điều trị cho nó chính xác. Thì mỗi cái kháng sinh nó sẽ điều trị hướng tới những cái tác nhân đặc hiệu. Nếu chúng ta điều trị ban đầu mà nó sai, bệnh nhân có khả năng tử vong. Ví dụ như bệnh nhân viêm phổi nặng siêu hấp vô ve mà điều trị sai ngay từ đầu, chắc chắn bệnh nhân 100% tử vong ở cách nào mà nó hiệu quả. Do đó kháng sinh lúc ban đầu là cực kỳ quan trọng để nó dập đúng cái con tác nhân gây bệnh đó, để nó giảm cái số lượng vi khuẩn trong người bệnh nhân và chờ đợi cái miễn dịch của bệnh nhân nó đáp ứng, nó tiêu diệt cái số vi khuẩn còn lại. Còn số lượng vi khuẩn nó quá lớn làm cho bệnh nhân bị viêm phổi rồi, nếu chúng ta điều trị ngay từ đầu nó không có đúng, coi như bệnh nhân chết. Do đó làm cho viêm phổi nó chết nhiều là do đó. Tại nếu mà bệnh nhân sống trong nhà dưỡng lão, ví dụ như là do bị nhiễm ở quận 8 nằm chăm sóc y tế này kia đó ha, hoặc là có bệnh tim phổi căn bản, ví dụ như bệnh nhân bị COPD, bệnh nhân bị suy tim ra do bệnh viện thường xuyên, bệnh nhân có nhiều bệnh nội khoa đồng thời, ví dụ như là tiểu đường hay là nghiện rượu hay là bị xơ gan, hoặc là mới điều trị kháng sinh thường là trong vòng 90 ngày mà bệnh nhân có dùng kháng sinh mà bây giờ bệnh nhân xuất hiện viêm phổi thì cái khả năng bệnh nhân bị viêm phổi do nhiễm carbon. Do đó khi mà một trong những yếu tố này mà có thì người ta hướng tới điều trị viêm phổi carbon. Trong những viêm phổi carbon đó, cái con độc nhất ngoài cộng đồng đó là con Pseudomonas. Đó là con mà nó kháng nhiều kháng sinh so với những con carbon khác. Do đó mà chúng ta xem bệnh nhân này có bị giãn phế quản không, có điều trị còn tuyến đó không, có dùng kháng sinh phổ rộng trước trong vòng tháng nhiều rồi có kéo dài không, bệnh nhân có suy dưỡng không. Nếu mà có một trong bốn yếu tố này thì bệnh nhân này nhiễm trùng không loại trừ Pseudomonas, mà khi điều trị phải dùng kháng sinh chống lại Pseudomonas mới có hiệu quả, chứ để lọt lưới con này là bệnh nhân cũng dễ tử vong. Con thứ ba là con phế cầu kháng thuốc. Phế cầu là tác nhân rất là thường gặp, đúng không? Rất là thường gặp ở ngoài cộng đồng, nó chiếm khoảng 30% hay 40%, có những cái xét nghiệm nó lên tới 50%. Nhưng mà có khi nó nhạy cảm thuốc thì rất là dễ trị, nhưng mà nó khi nó kháng thuốc thì khó trị. Thì người trên 65 tuổi về điều trị viêm phổi tăng trong vòng 3 tháng vừa qua có nghiện rượu với cái dung dịch nhiều người trong qua đồng thời tiếp xúc em trung tâm sinh sống hàng ngày thì có khả năng rơi vào cái nhiễm trùng do tụ cầu phế cầu kháng thuốc. Vậy thì nghi ngờ do tụ cầu kháng thuốc, nghi ngờ do vi khuẩn gây bệnh, thậm chí nghi ngờ do Pseudomonas thì phải dùng kháng sinh rất là mạnh nếu mà cái viêm phổi đó là viêm phổi nặng, điều trị. Thì đó người ta đưa ra những yếu tố đó là để giúp cho mình định hướng tác nhân gây bệnh và mình sẽ rào trước đón sau và dùng kháng sinh. Những xét nghiệm khác mình cần làm đó là công thức bạch cầu, làm CRP, có thể làm procalcitonin, làm chiến thần gan, chiến thần thận như dung đồ. Nếu bệnh nhân nặng, chúng ta có thể làm chiến máu để xem bệnh nhân có bị siêu hấp không. Trên những bệnh nhân đặc biệt, ví dụ bệnh nhân có bệnh COPD thì có khả năng bệnh nhân dễ bị siêu hấp, dễ bị tăng CO2, chúng ta phải làm chiến máu để chúng ta theo dõi đánh giá thường xuyên. Và đây là những xét nghiệm căn bản, và đối với những xét nghiệm này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần chứ không phải là chỉ làm một lần duy nhất theo diễn tiến của bệnh, đặc biệt là những diễn tiến mà nó ngày càng xấu dần thì chúng ta phải làm xét nghiệm rất là nhiều lần để xem có tình trạng bệnh nhân có suy gan suy thận hay không, rối loạn thì chúng ta sẽ điều chỉnh kịp thời cho bệnh nhân. Bây giờ đánh giá độ nặng của viêm phổi cộng đồng, thì hồi nãy mình thấy là triệu chứng lâm sàng cũng là một cái yếu tố gợi ý, đúng không? Chứ vì dấu hiệu nhịp thở trên 30 lần, bệnh nhân bị rối loạn chi giác, hồi nãy cái xoang cũng tiên đoán được cái viêm phổi nặng. Và ở đây nó có những công cụ và lần thang PSI, thì nó giúp cho mình đánh giá chính xác hơn một cái viêm phổi ở ngoài cộng đồng. Bệnh nhân bị viêm phổi ngoài cộng đồng thì coi như những người trên 50 tuổi thì chúng ta xét vào cái nhóm từ nhóm 2 nhóm 5. Dưới 50 tuổi mà không có bệnh đồng thời, không có gì hết, không có dấu hiệu nào của bệnh thì chúng ta coi như là bệnh nhân này xét vào nhóm 1.
nghe. Bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên chúng ta xét vào nhóm 2. Chúng ta sẽ xem xét những yếu tố ví dụ như là tuổi, nam hay nữ, sống có sống nhà dưỡng lão hay không, có bệnh đồng thời hay không, khám thực thể có những dấu hiệu bệnh nặng hay không, cận lâm sàng có những cái bất thường nặng hay không, chúng ta sẽ cho điểm các bản điểm kế bên kia. Cái bản điểm đó là kết quả của những nghiên cứu ta cho điểm tương đối là chính xác. Như vậy thì sẽ chia làm năm nhóm một là rất là nhẹ, không có bệnh đồng thời gì hết, không có dấu hiệu nặng, dưới 50 tuổi thì nhóm một. Nhóm hai là dưới 70 điểm, từ 70 điểm trở xuống. Nhóm ba từ 74 đến 90 điểm, nhóm bốn từ 91 đến 130 điểm và nhóm năm là trên 130 điểm. Chia làm năm cái nhóm như vậy. Và năm nhóm này tỷ lệ tử vong nó tăng dần từ 0.1% cho tới 30%. Cái điểm càng cao tử vong càng nhiều. Bệnh nhân mà dưới 70 điểm thì thuộc là nhóm 2, nhóm 1 thì chúng ta cho điều trị ngoại trú, tại vì không có dấu hiệu gì nặng hết. Từ 71 điểm trên lên là nên có thể cho nhập viện, tại vì chỉ là tử vong nó cũng bắt đầu nó xuất hiện khoảng 3%. Từ 90 trở đi, 91 trở đi bắt buộc phải nhập viện, trên 130 điểm bắt buộc phải nhập ICU để mà có cái chế độ chăm sóc cho nó thích hợp. Cái thang điểm thứ hai là thang điểm dễ dùng hơn, tuy nhiên thì đặc hiệu nó không nhiều, cũng cao hơn bằng cái thang điểm dễ sai. Thang điểm này chỉ dựa vào cái bệnh nhân có lún lẫn không, cái rê có cao không, nhịp thở có rê 30 lần không, huyết áp có dưới 90 hay là dưới 60, hoặc là tuổi trên 65 hay không, dựa vào năm yếu tố đó. Thì cái thang điểm dễ sai này nó cũng như là cũng vậy, chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong nó cũng tăng theo cái thang điểm. Ở bắt đầu từ 3 điểm trở lên là tỷ lệ tử vong tới 2%. Còn khi chỉ có từ 0 đến 1 điểm thì tỷ lệ tử vong cũng khoảng 1.5%. Như vậy thì cái đây là cũng công cụ hữu ích để chúng ta đánh giá bệnh nhân khi mà chúng ta ngồi ở phòng cấp cứu hoặc là phòng khám ngoại chẩn. Chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta chỉ cần nói thôi có bệnh nhân có tỉnh táo không, chúng ta đến nhìn thở bệnh nhân xem tuổi có trên 45 không, 65 không, đầu huyết áp, tất cả những cái chỉ số đó chúng ta làm trong vòng vài phút, trong vòng 5 phút là có. Chỉ có cái ure là đánh giá thận để xem coi thì chúng ta phải xét nghiệm máu. Thì có những cái công cụ ta bỏ ure luôn, ta bỏ là CRP 65 là 4 cái bỏ ure, dựa vào đó đánh giá, cho nhập viện không cho nhập viện, điều trị ngoại trú hay là điều trị nội trú. Dĩ nhiên mà những cái thông số càng ít thì cái khả năng đặc hiệu nó sẽ càng kém. Đối với cái hiệp hội lồng ngực của anh á thì người ta đánh giá về tử vong bệnh nhân mà tử vong cao nếu mà nó có 2 trong 3 cái tiêu chuẩn như thế này, thì thở ra bao nhiêu lần trong phút, huyết áp tối thiểu dưới 60 và buôn trên 7 hormone, thì chỉ cần 2-3 cái dấu hiệu này là bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong cao. Còn nếu mà bị rối loạn ý thức nữa thì trở thành 2-4 yếu tố, ví dụ như một yếu tố này và xem rối loạn ý thức thì tỷ lệ tử vong nó lên tới 36 lần. Để chúng ta thấy là bệnh nhân mà viêm phổi có rối loạn ý thức là cực kỳ nghiêm trọng, tử vong rất cao. Bây giờ cái tiêu chuẩn nặng nó khác với chuyển nhập viện. Bệnh nhân mà nặng thì bắt buộc phải nhập viện rồi, đúng, đương nhiên rồi. Nhưng mà những bệnh nhân nặng chúng ta không nặng chúng ta cũng có thể cho bệnh nhân nhập viện, đúng không? Ví dụ như là lớn tuổi quá đi, neo đơn ở nhà có mình 80-90 tuổi không ai chăm sóc hết, bị viêm phổi mình thấy rất là nhẹ, nhưng mà bệnh nhân này nên cho nhập viện để theo dõi sát. Khi mà đã ổn định rồi thì bệnh nhân mình cho xuất viện an toàn hơn là cho điều trị ở nhà, rồi sau đó nó tiến triển nặng là rất là nguy. Cho đến những người mà có trên 65 tuổi là yếu tố nguy cơ làm cho viêm phổi nó tiến triển nặng lên. Nó bị đi kèm theo
có lạm dụng rượu mãn tính hoặc là suy dinh dưỡng, 5 năm vừa rồi có nhập viện đó, hoặc là những dấu hiệu lâm sàng có một cái biến cố nặng thì bắt buộc phải cho bệnh nhân nhập viện nha. Thở lâm sàng cũng vậy, thở lâm sàng phần lớn là khi mình xét nghiệm chúng ta thấy là cái tiêu chuẩn của một cái biến cố nặng thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nhập viện. Vì vậy hồi lòng của Mỹ thì họ đưa ra tiêu chuẩn nhập ICU. Hồi nãy mình có cái thang điểm DSI hay là thang điểm CLR-SAP-5 cũng là những điểm mà điểm cao nhất trên 130 điểm mà nhập ICU. Thì hội đồng của Mỹ thì họ đề nghị là nếu bệnh nhân mà siêu hấp mà cần thở máy hoặc là bệnh nhân có một cái nhiễm trùng hoặc là bị sốc nhiễm trùng thì phải cho bệnh nhân nhập viện ICU là cái điều đó là cho bộ, hoặc là ba trong tính chín cái tiêu chuẩn phụ này chúng ta thấy 3 trong 9 cái này có thì chúng nên cho bệnh nhân nhập ICU. Bởi vì nếu mà có một có 3 trong 9 cái tiêu chuẩn này thì khả năng bệnh nhân sẽ tiến triển nặng, do đó mình nên cho bệnh nhân nhập ICU điều trị. Nhưng cái này thì không phải là lúc nào nó cũng đúng, có nhiều người thì nó không hoàn toàn chính xác. Đó là cái viêm phổi cộng đồng. Bây giờ chúng ta đề cập tới một cái ít